for this type of patient is satisfaction in me. A little more plan, a little less fun, a little less plan, a little more fun. I told you about the open of your heart and make a satisfying me. Satisfying me. Kính thưa quý vị, Công Thành. Công Thành xin được kính chào tất cả quý vị. Lại một tối thứ tư nữa, mình xin rất mong được đem đến cho quý vị một tối thứ tư thật là vui. Ngày hôm nay trên đài VHM TV, kính thưa quý vị, đứng bên tay phải của Thành, anh Thảo Nguyễn. Đứng bên tay trái của Thành, anh Jimmy. Ở đằng trước có anh Nice. Đứng bên tay trái ngồi đây là anh Tommy. Đó là bốn cameraman của VHN Công Thành Show. Kính thưa quý vị, lúc nào cũng thấy có cái máy không ạ? Ở trong có anh Quang và anh Hiện. Và ở trên sound engineer là anh Đức. Yeah. Và kính thưa quý vị, Thành rất là hân hạnh được đến với quý vị một lần nữa vào tối thứ tư ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, người chót nghĩa sữa. Nghĩa làm gì vậy? Nóng quá anh Thành ơi. Cái gì nóng mà mặc cái này? Em làm giống như người Trung Đông á, để cho giữ cơ thể người nó nhiệt độ bình thường. Cái tư bin sa mạc đó phải không? Dạ. Cái nó giữ cái nhiệt độ trong người đúng không? Chứ là bữa nay là Nghĩa đến đây bằng lạc đà hả? Lạc đà đó, mấy ông cameraman này ông làm nhậu hết rồi. Oh man, cái này làm sao thu hát? Mắc cười quá. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày sinh nhật của Quỳnh Như ở Tennessee. Thành được hát nhạc phẩm, có email cho Thành để yêu cầu một nhạc phẩm bằng tiếng Pháp. Xin kính mời quý vị nghe nhạc phẩm mang tựa đề Mal. Cảm ơn Nghĩa. Kính thưa quý vị,
Hôm nay Thành có một vài cái câu, mỗi một ngày là phải có 3 cái câu về lấy vợ. Thì tuần trước có 3 câu, bây giờ tuần này có 3 câu nữa. Kính thưa quý vị, lấy vợ xin anh lấy vợ cao, chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau, cây trái anh thèm em tay với, đỡ mất công anh bắc thang trèo. Lấy vợ xin anh lấy vợ ù, tay em đầy đặn tối em du, kê đầu anh ngủ êm hơn gối, mộng đẹp hiền ngoài gió vi vu. Lấy vợ xin anh lấy vợ giòm, bởi vì vừa đủ một người ôm, nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến, đỡ tiền ăn vặt đỡ tiền cơm. Đó là 3 câu nữa. Nghĩa có những cái câu này hay lắm nè. Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau, còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau. Còn một người phụ nữ toàn diện, sáng diện, trưa diện, chiều diện, chồng chết luôn. Câu ca dao này: trái tim em chỉ 2 lần mở cửa, đón anh vào và tống cổ anh ra. Có 2 lần mở cửa thôi, kính thưa quý vị. Và đó là những cái câu mà Thành đem đến cho quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Công Thành Show không phải là những mà ca sĩ là quý vị thường coi biết mặt hết trong những cuốn video hay cái gì. Nhưng mà khi mà Thành đã đi show hay là Thành gặp những ca sĩ nào mà vừa mới bắt đầu hát mà Thành thấy mà có một cái giọng ca rất là đặc biệt, là thế nào Thành cũng phải mời lên đây để cống hiến cho tất cả quý vị của Công Thành Show của đài VHN TV ngày hôm nay. Đây là một người mà Thành đã được hân hạnh hát chung cách đây một vài tuần. Kính thưa quý vị, Thành xin quý vị giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Thúy An. Em cúi đầu chào một cái xong rồi mời em ngồi ghế này. Yeah. Và cái câu mà đầu tiên bây giờ xin mời Thúy An chào đến quý vị khán thính giả của đài VHN. Nhìn vô cái máy đó. Thúy An xin trân trọng gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị xem truyền hình ngày hôm nay, và quý vị khán giả trên toàn thể quốc gia, cũng như kiều bào của Việt Nam tại hải ngoại. Ngày hôm nay rất là vinh dự được đến đây gặp anh Công Thành và được cống hiến cho đài cũng như đồng bào những cái tác phẩm và những cái niềm vui nhỏ bé của mình vào một cái cuộc truyền hình, muốn như là Thúy An cũng muốn góp cái phần nhỏ của mình cho chương trình văn nghệ hải ngoại đấy, được thêm một cái chút gì đó. Thêm chút đấy. Chút thôi. Bây giờ cái này anh muốn hỏi nè, là Thúy An đã định cư ở bên Mỹ bao lâu rồi? em mới qua đây được 3 tháng thôi anh. 3 tháng hả? Dạ. Còn Nghĩa ơi, mới qua có 3 tháng còn quá buồn luôn. Bây giờ đây này, anh muốn hỏi An nữa, là An ở cái tỉnh nào ở bên này? Em ở tại Sacramento. Ôi trời ơi, Nghĩa qua đây 3 tháng mà ở Sacramento. Ở trên đó người ta tự tử nhiều lắm á. Oh man. Tức là mà em đã đi hát là trước khi em qua bên này, chắc chắn là em đã đi hát rồi. Mà kính thưa quý vị, Thúy An hát rất là chuẩn. Mà người có tập luyện về giọng là Thành biết liền. Là hồi nãy có tập giọng với piano là anh biết là em có tập.
tập giọng rồi thì bây giờ nó ra này. Tức là em đã đi hát lâu rồi, anh không cần phải hỏi nữa. Bây giờ ngay đây này có quý vị ngồi đây, có anh Nghĩa ở đây. Anh xin được mời Thúy An hát tặng cho quý vị khán thính giả một bài với một cái giọng ca điêu luyện của em. Ôi, điêu luyện nghe nó khủng khiếp quá em. Không sao, cầm micro lên, điêu luyện liền. Dạ, vâng, em cũng xin chân thành cảm ơn anh cũng như khán giả ở đây cùng toàn thể đồng bào khán giả yêu thích ca nhạc. Và một cái nhạc phẩm mà em rất là yêu thích đó là nhạc phẩm Diễm Xưa của nhạc sĩ Thiệu Ân. Cảm ơn. Cũng cần
có bài này nhớ Sài Gòn năm xưa quá. Thúy An ngồi đi. Và kính thưa quý vị, một lát nữa Thúy An, quý vị yêu cầu cái gì lại một hai câu cứ ngồi đây mà mình hát vui lắm. Ở đây là cũng như là mình ngồi trong gia đình mình hát cho quý vị ở ngoài đang coi nè. Và kính thưa quý vị, một mầm, không phải là mầm non nhưng mà một tài năng mới của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại, Thành xin được ân hạnh giới thiệu đến quý vị nam ca sĩ Dương Biểu Trung. Hey. Rồi bây giờ em qua bên kia mời Trung ngồi đây. Và kính thưa quý vị, một lát nữa thế nào là quý vị biết là thế nào Dương Biểu Trung cũng phải trình diễn một bài đến với tất cả quý vị ngày hôm nay. Nhưng mà Thành xin lại mạn phép quý vị một chút để phần quảng cáo của đài VTV.